chè xanh, chè sen và bánh đậu xanh, kẹo dừa ở gian trưng bày của Quân đội Nhân dân Việt Nam rất thu hút đông đảo khách tham quan và thưởng thức. Mọi người tỏ ra thích thú khi ăn bánh đậu xanh và uống chè sen. Đây là tuyệt vời. Gian hàng nước chè và ẩm thực của Việt Nam luôn luôn được các bạn du và du khách quan tâm.